hoan đang bình yên bỗng chợt thoát ra. Chắc chắn ta nên nâng cao cảnh giác, đừng để em ấy phát tác. Chắc chắn ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Corona, corona, em khiến thế giới hoảng sợ. Mọi người luôn nhớ tất cả đừng thờ. Đồng lòng chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng nhau xóa tan corona. Người người nhà nhà phải biết à. Hai vật cần thiết, xà phòng và khẩu trang. Tinh thần chống dịch phải luôn luôn là bất diệt. Người dân đất Việt đẩy lùi corona. 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 Corona. My name is Steve. I'm from California, and I'm here in beautiful Vietnam. Right now, I live in the city of Da Lat, a safe, clean city, a city of flowers. The environment here is fantastic. The weather is mild all year round. The people here are very, very friendly. You must come here to Vietnam, and you must visit Da Lat. You will love it. I love it. And please come and join us. And with me, Dallas Palace is a very safe place and clean place to stay. And it's the best choice to stay in Da Lat. Mặc dù cả thế giới đang trong cao điểm của đại dịch Covid, thế nhưng điều mà chúng tôi mong muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị đó chính là ở thời điểm hiện tại, chúng ta đừng quá bi quan, đừng quá hoang mang, mà việc cần làm của mỗi người đó chính là hãy bình tĩnh, tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, nâng cao tinh thần phòng chống dịch. Cả cộng đồng cùng chúng ta đẩy lùi corona. Hãy bảo vệ sức khỏe của bản thân, vì sức khỏe của bạn là sức khỏe của cả cộng đồng.